Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, ngày 17 tháng 7, chúng tôi xin đề cập đến một số tin tức tai nạn đáng chú ý được cập nhật đến thời điểm 16 giờ chiều. Trong khoảng 1 giờ đồng hồ vào sáng nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong. Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng, xe ô tô đầu kéo kéo theo semi rơ móc biển số Tuyên Quang khi đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh qua xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đã va chạm với một xe máy khiến tài xế xe máy tử vong tại chỗ. Đến gần 11 giờ cùng ngày, tại trước cửa số nhà 52 đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, một xe máy điện và một xe máy trong lúc lưu thông cũng bất ngờ xảy ra va chạm. Hậu quả cả hai người điều khiển đều bị thương, được đưa đi cấp cứu, riêng người lái xe máy điện rơi vào tình trạng nguy kịch. Trước đó, khoảng 1 giờ rạng sáng qua, ngày 16 tháng 7, nam tài xế sinh năm 1981, trú tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, lái xe tải biển số 14H00466 chạy trên quốc lộ 5, chiều Hà Nội, Hải Phòng. Trên xe lúc này còn nam thanh niên sinh năm 1995 ở huyện Thuận Châu, Sơn La ngồi ở ghế phụ. Đến km 52+100 quốc lộ 5, đoạn thuộc phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, xe tải va chạm với xe container đang đỗ ở mép đường phải, lan dành cho xe máy và xe thô sơ mở rộng. Sau va chạm, nam tài xế xe tải thiệt mạng trên đường đi cấp cứu, phương tiện của nạn nhân hư hỏng. Cục Cảnh sát Giao thông vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ điều tra vụ tai nạn khiến một người tử vong vào khoảng 14 giờ chiều qua. Thời điểm trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 21C07358 chạy chiều Lào Cai, Hà Nội. Khi đến km 78+700 cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê đã đâm vào người phụ nữ sinh năm 1979 là người dân địa phương đang đi bộ trên đường. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Về phía tài xế, người này điều khiển xe tải rời khỏi hiện trường. Đến tối, sau khi Cục Cảnh sát Giao thông phát đi thông báo truy tìm chủ phương tiện gây tai nạn trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, thì tài xế này đã đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc cũng là một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của việc đi bộ trên đường cao tốc, nơi vốn cấm người đi bộ và các xe thô sơ, xe gắn máy di chuyển. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông công an huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cho biết, chiều qua trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bảo xảy ra vụ việc một nam tài xế lái xe ô tô con húc trực diện vào đôi nam nữ đi xe máy. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông chở người phụ nữ ngồi sau đi gần hết đoạn ngã tư thuộc thị trấn Vĩnh Bảo thì bất ngờ bị tài xế lái ô tô chạy chiều ngược lại tông trực diện. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngồi sau xe máy bị hất tung lên cao, cả hai người trên xe máy đều bị thương nhẹ. Chưa dừng ở đó, nam tài xế ô tô tiếp tục mở cửa lao xuống hành hung người đàn ông đi xe máy. Nạn nhân chưa hết bàng hoàng thì tiếp tục bị hành hung nên phải bỏ lại xe giữa đường để chạy thoát thân. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, sau đó tài xế ô tô tiếp tục lên xe để đi tìm người đàn ông vừa bỏ chạy. Nhận tin báo, công an huyện Vĩnh Bảo đã đến hiện trường điều tra, xác minh sự việc. Qua xác minh, cơ quan chức năng cho biết cả ba đều trú tại tỉnh Thái Bình, đồng thời nhận định nam tài xế ô tô có hành vi đánh ghen khi thấy cô vợ đi với người đàn ông khác. Hiện cơ quan điều tra công an huyện Vĩnh Bảo đang khẩn trương truy tìm những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, một sự cố liên quan đến cầu Tạm Long Bình 1 thuộc địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh vừa xảy ra vào sáng qua, rất may không có ai bị thương. Cầu Tạm Long Bình 1 được làm bằng sắt, thi công vào ngày 13 tháng 6. Cây cầu này được xây dựng để người dân lưu thông trong thời gian chờ thi công cầu Long Bình 1, vốn thiết kế dùng cho người đi bộ, xe thô sơ và xe hai bánh. Khoảng 9 giờ sáng qua, đơn vị thi công cho hai xe 5 tấn chạy qua để thử tải. Khi hai phương tiện di chuyển đến nhịp cầu giữa thì công trình không chịu nổi tải trọng, bất ngờ sập xuống. Vấn đề này ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh cho biết, đơn vị thi công sẽ chịu trách nhiệm về sự cố này cũng như phần kinh phí sửa chữa thay thế. Đơn vị thi công mới đây cũng cho hay sẽ quyết tâm khắc phục xong sự cố trong thời gian một tuần, đảm bảo cho thông xe an toàn. Được biết, cầu tạm trên nằm trong dự án xây dựng cầu Long Bình 1. Dự án xây dựng cầu Long Bình 1 được tỉnh Trà Vinh phê duyệt vào năm 2022, có chiều dài 54m, bề rộng toàn cầu 12m, tổng mức đầu tư là 63 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Trà Vinh làm chủ đầu tư. Để kết thúc bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến tình huống giao thông nguy hiểm được người dùng mạng xã hội đăng tải. Trong clip, chiếc xe tải màu trắng khi di chuyển trên tuyến đường tránh lũ quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Quảng Bình đã tăng ga, lấn sang làn đường ngược chiều để vượt các phương tiện khác. Hành động vượt ẩu này đã khiến người điều khiển xe ben chạy từ hướng đối diện bị bất ngờ, phải đạp phanh gấp để né tránh. Việc đạp phanh đột ngột khi chạy trên mặt đường trơn ướt khiến xe ben mất lái, xoay ngang đường và va trúng xe tải màu trắng, làm xe tải lao xuống ruộng bên đường. Rõ ràng có thể thấy dù không đi sai luật, song cả hai phương tiện lại chịu phải hậu quả từ cách lái xe ẩu của người khác. Và điều đáng tiếc là thời gian qua,
không ít người tham gia giao thông cũng đã rơi vào tình cảnh tương tự, khi dù tuân thủ quy định an toàn nhưng vẫn bị vạ lây bởi những lái xe thiếu ý thức. Quý vị và các bạn chắc hẳn đã từng chứng kiến hoặc theo dõi không ít đoạn clip ghi lại cảnh người điều khiển phương tiện lái xe cầu thả, vô trách nhiệm và gây họa cho người khác. Nhẹ thì chỉ bị xây xát, nặng thì bị thương hoặc thậm chí gặp nguy hiểm đến tính mạng. Với những hành vi xem nhẹ quy định an toàn nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng, dù đã có chế tài xử phạt nhưng vì mức xử phạt hành chính còn tương đối nhẹ, chưa đủ sức răn đe nên tình trạng vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn. Bên cạnh đó, việc xử phạt người vi phạm cũng thường khá khó khăn, do không phải tuyến đường nào cũng có lực lượng cảnh sát giao thông túc trực để kịp thời phát hiện và xử lý. Do đó, để kéo giảm tai nạn giao thông, các lái xe trước tiên cần phải thay đổi ý thức, không chỉ ý thức về sự an toàn của bản thân mà còn là ý thức khi điều khiển phương tiện sao cho không gây hại cho những người vô tội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.